Yêu cô người hầu. Xưa ở vùng nọ, có một chàng trai con nhà giàu đã đến tuổi cưới vợ. Nhưng chàng ta chỉ ao ước một người vợ đẹp như tiên, nên cha mẹ hỏi đám nào cũng không vừa ý. Cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, chàng ta vẫn chưa lấy được vợ. Bẩm Ngọc Hoàng, dưới hạ giới có trường hợp một chàng trai đến tuổi lấy vợ mà anh ta kén chọn từ khi cha mẹ còn sống, đến giờ cha mẹ đã mất cả mà vẫn chưa tìm được cô vợ ưng ý. Đâu, đưa ta xem. Con hãy lại đây. Dạ vâng. Con hãy xuống với anh ta một thời gian, xem anh ta có biết người biết của hay không. Nếu anh ta không thấy được cái đẹp chính đáng thì hãy cho anh ta một bài học. Con xin tuân mệnh. Dạ thưa, có cô gái này đến xin được làm thị tỳ. Vừa hay, nhà ta cũng đang thiếu người làm việc bếp núc. Tôi thấy cô ấy cũng tháo vát, nhanh nhẹn. Vậy ngài có đồng ý không ạ? Việc nhà cứ tùy ngươi sắp xếp. À, dạ vâng. Ngon lắm, cô nấu ăn ngon lắm. Từ nay việc bếp núc nhất định phải là cô nấu cho ta ăn. Dạ vâng. Cô ấy thật khéo léo, lại còn tháo vát nữa. Giá như cậu chủ... Ai... Sắp đến ngày giỗ cha mẹ ta, ta còn chưa biết nhờ cậy ai làm cỗ bàn bánh trái cho thật ngon để trước cúng cha mẹ. Sao đãi các quan khách đi? Dạ, để tôi làm việc đó. Thật à? Nhưng cỗ bàn rất lớn, liệu cô có lo được hết? Vâng, tôi hứa sẽ cố gắng chu toàn công việc đó cho ngài. Vậy thì tốt rồi, mọi việc ta nhờ cô. Dạ. Dạ, tôi chưa bao giờ được dự một bữa cỗ ngon và lạ như thế này. Nghe đâu nhà anh ta có một cô gia nhân rất khéo léo. Chính là cô ta kìa. Phải rồi, cô ấy không chỉ khéo léo nấu nướng mà còn chu toàn mọi việc nhà cửa, tính nết lại còn rất tốt nữa. Thật là có phước. Nhưng mà nhan sắc cô ta tầm thường quá. Chúc cậu chủ tìm được một người vợ đẹp như ý muốn. Người cứ chăm sóc nhà cửa cho tốt và đợi tin vui của ta. Ôi, là cô đấy ư? Cô ấy thật xinh đẹp, tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, như tiên giáng trần ấy. Cậu chủ về mà xem, nhà ta có một cô tiên xinh đẹp trong nhà bấy lâu nay mà không hay biết. Là ai? Là ai? Dạ, chính là cô Thị Tỷ đó ạ. À. Ta thật có mắt mà như mù, tuyệt thế giai nhân ở trong nhà bấy lâu mà không hay biết gì. Nàng hãy làm vợ ta nhé. Ta xin nàng hãy bằng lòng làm vợ của ta. Ta vốn là tiên nữ được Ngọc Hoàng phái xuống, nhưng nay đã hết hạn ở trần gian, phải trở về thượng giới. Giá như chàng nhận ra sớm thì đã không... Không, không, không. Một bài học thích đáng cho chàng trai. Ngọc Hoàng đã biến chàng thành con mối, luôn luôn chắc lưỡi tiếc nuối vì bao nhiêu ngày ở với tiên nữ mà không biết hưởng. Ra khơi. Dạ, cuối cùng thì cũng đã xong, còn đẹp hơn cả mình tưởng tượng. Hãy tạm neo đậu ở đây đã nhé.
Chào bạn, người bạn mới đến. Các cậu là ai? Sao tôi lại ở đây cùng các cậu thế này? Đây là địa điểm neo đậu của những con thuyền. Ông chủ đã đưa cậu đến đây. Sao các cậu lại xấu xí như vậy? Tại chúng tớ đã qua sử dụng, đã từng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, ngâm mình trong nước biển, rồi phải đối đầu với giông bão nên đã bị say xước, phai màu rồi, không còn được xinh đẹp như cậu nữa. Sao tôi có thể ở bên cạnh cùng với những con thuyền xấu xí như các cậu được chứ? Các cậu cười gì thế? Mai này ra khơi rồi bạn sẽ giống chúng tớ thôi. Còn lâu, tôi sẽ không ra khơi, sẽ không bao giờ trở nên xấu xí như các cậu. Là thuyền mà không ra khơi thì bạn định làm gì? Tôi sẽ chẳng làm gì cả. Sẽ ở đây ngắm trời đất, biển sóng. Tôi xinh đẹp như vậy thì sao lại phải ra khơi chứ? Tớ ra khơi đây. Chào các cậu. Tớ cũng đi đây. Chúc mọi người may mắn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Bảo trọng nhé. Ra khơi, đối đầu với đầu sóng ngọn gió, có gì vui sướng đâu mà bọn họ lại vui vẻ hào hứng thế chứ. Đúng là bọn ngốc. Trời ơi, sức mạnh của giông bão thật khủng khiếp. Nhìn cậu ta trông thật thảm hại. Ngoài khơi bao nhiêu nguy hiểm rình rập, nếu ra khơi mình sẽ chết mất. Mình không thể để bị đưa ra khơi được. Mình phải sống. Nhưng làm sao để trốn không ra khơi được đây? Rồi người ta sẽ bắt mình ra thôi. À, đúng rồi. Ê, ê, chà. Ê, đau quá. Nhưng mà có như thế này thì người ta mới không đưa mình ra khơi. Thà chịu đau chút xíu. Thân hình có xấu xí một chút, còn hơn là bị ra khơi, mạng sống cận kề với hiểm nguy, đau đớn. Giờ đến lượt mi phải ra khơi thôi. Quái lạ, con thuyền mới làm sao lại bị thủng thế này? Rõ là mình đã chọn gỗ tốt rồi cơ mà. Thế này thì làm sao mà ra khơi được nữa chứ? May quá, tí nữa thì tôi đợi. Chắc mà mình chọn nhầm loại gỗ lởm rồi. Đống mới có vài ngày mà đã thủng thế này, thì làm sao mà chịu nổi với giông gió? Phí quá. Ôi, sao lại đưa tôi về đây? Đây là đâu? Ở đây còn ghê hơn cả ở chỗ kia nữa. Tôi không muốn ở đây nữa. Đã vào đây rồi thì đừng có mơ được đi đâu nữa, nghe chưa? Tại sao chứ? Đây là đâu? Là kho cũ để người ta đốt. Hả? Kho cũ ư? Sao tôi lại thảm hại vậy chứ? Cậu còn trẻ tuổi và xinh đẹp như thế, tại sao lại vào đây? Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi tự đục thủng mình để khỏi phải ra khơi, vậy mà lại bị vứt vào đây. Tại sao cậu không thích ra khơi? Vì ngoài khơi đầy rẫy nguy hiểm, nó sẽ làm tôi xấu xí, thậm chí sẽ phải chết. Giống như bác bây giờ vậy đó. Xấu xí tàn tạ nằm một xó. Tôi không muốn thế. Sợ nguy hiểm để vào đây thành tàn tro sao? Sứ mệnh của những con thuyền chúng ta là phải ra khơi. Nếu không ra khơi, cuộc đời chúng ta coi như đã chết. Tôi thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Còn cậu, cậu đã bao giờ được tận hưởng những điều đó chưa? Quả thật mình chưa bao giờ được cảm nhận những điều đó. Dù cuộc đời có giông bão đến thế nào, nhưng những gì chúng ta được trải nghiệm vẫn rất tuyệt vời. Sống một cuộc đời không trải nghiệm mới là cuộc đời chết, chẳng để lại ý nghĩa gì cả. Lão Miệng. Chuyện kể rằng, cô mắt, cậu chân, cậu tai, bác tai và lão miệng từ xưa vẫn chung sống với nhau thân thiết. Chà chà, hàng mi của mình mỗi ngày một dài thật là xinh xắn. Nhờ có mình mà mọi người mới nhìn thấy những cảnh trí thật đẹp, những món ăn thật ngon. Mình thật là khỏe khoắn. Nhờ có mình dẫn lối,
mọi người mới đi muôn nơi tìm kiếm những con vật lạ. La 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 la, mình thật là khéo léo, nhờ có mình mà mọi người mới có những món ăn ngon. Giọng hát của cậu Tài hay thật đấy, tôi thật hạnh phúc vì có thể nghe nó. Chẳng những vậy, tôi còn nghe được mọi âm thanh của cuộc sống nữa. Còn gì tuyệt vời hơn thế? Làm việc trong tâm thế vui vẻ bao giờ cũng hiệu quả hơn bác nhỉ. Chúng ta cùng ra chỗ lão Miện thôi bác. Đồ ăn đã xong rồi đây. Lão Miện ơi, lão hãy thưởng thức đi nào. Có chuyện gì mà cô cứ thở dài mãi như vậy? Tôi thấy mệt mỏi quá. Ngày nào cũng làm việc quần quật như thế này. Thật là vất vả. Thì vốn dĩ chúng ta ngày nào cũng vất vả rồi. Chuyện đó than thở có ích gì chứ? Các anh không thấy điều đó là bất công sao? Tại sao các anh lại có thể yên phận như vậy chứ? Các anh ạ, càng nghĩ tôi càng tức. Bác Tài với hai anh và tôi quần quật làm việc, mệt nhọc quanh năm. Trong khi đó, lão Miện lại chẳng làm gì cả. Từ nay, chúng ta đừng làm nữa. Thử xem lão ấy có sống được không? Đúng đấy, cô Mắt nói chí phải. Chúng ta đi gặp lão Miện, nói cho lão biết hãy tự lo thân. Nay đã đến lúc lão phải tự đi kiếm ăn, xem lão có làm nổi không nào. Đồng tình với suy nghĩ của cô Mắt, cả ba người cùng kéo nhau sang nhà lão Miện. Kìa, bác Tài cũng có nhà, hay là chúng ta vào rủ bác ấy cùng đi đi. Phải đấy, bác Tài chắc cũng sẽ đồng tình với chúng ta thôi. Bác Tài ơi, bác có đi cùng chúng cháu đến nhà lão Miện không? Đi đến nhà lão Miện làm gì cơ? Chúng cháu định nói cho lão biết, từ nay mọi người sẽ không làm để nuôi lão nữa. Bác cháu mình vất vả nhiều rồi, tới lúc phải nghỉ ngơi thôi. Ờ, phải đây, bác sẽ đi cùng các cháu. Không thể chịu mãi sự bất công như vậy được. Lão ấy giờ này chắc đang nằm tận hưởng rồi đấy. Thì mỗi ngày lão ấy chỉ có mỗi việc ăn và ăn thôi mà. Đâu có vất vả gì đâu. Chúng tôi hôm nay đến đây không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông đâu. Mà nói thẳng cho ông biết, từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Bấy lâu nay, chúng tôi cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi. Ấy, có chuyện chi thì mọi người hãy vào nhà đã. Làm gì mà nóng nảy thế? Không, không bàn bạc gì nữa. Từ nay trở đi, ông phải tự lo lấy mà sống. Còn chúng tôi có biết cái gì là ngọt bùi ngon lành đâu. Làm chi cho cực? Có chuyện gì xảy ra với mình thế này? Có lẽ nào mọi người lại thấy mình vô dụng đến thế? Phen này thì lão Miện cứ là chết đói. Chúng ta sẽ không làm gì cả cơ mà. Một ngày, hai ngày trôi qua. Chân, tay, tai, mắt chẳng làm gì cả. Họ chỉ ngồi ở nhà và uể oải. Sao tôi chẳng thấy vui tươi, nhàn nhã gì cả? Tôi chỉ thấy mệt mỏi rã rời thôi. Tôi thì cũng có khác gì đâu cơ chứ. Chúng ta chẳng thể cất nổi người lên để mà vui đùa như trước nữa. Các anh có ổn không? Thật sự là không ổn chút nào. Chúng tôi chẳng có chút sức lực nào cả. Tôi thì cứ suốt ngày lờ đờ, hai mí mắt nặng trĩu, chẳng còn nhìn nổi cái gì nữa. Các cháu ơi, mỗi ngày bác nghe gì cũng rõ. Này, lúc nào cũng cảm thấy như có cái cối xay lúa quay ù ù ở bên trong. Không thể chịu đựng được nữa rồi, phải sang nhà lão Miện thôi. Chúng ta suy nghĩ và hành động sai lầm rồi các cháu à. Chúng ta không làm để kiếm thức ăn nuôi lão Miện, thì chúng ta cũng tê liệt cả. Lão Miện tuy không làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như thế cũng làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi. Từ trước đến nay, chúng ta sống gắn bó thân thiết với nhau. Nay tự dưng lại gây nên chuyện. Lão Miện có cái ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn lên được. Theo ý bác, chúng ta nên đến nói lại với lão Miện. Các cháu có đi không?
Bác Tài nói phải, chúng ta phải đi thôi, càng nhanh càng tốt. Khốn khổ cho lão, lão cũng sống dở chết dở. Môi thì nhợt nhạt, hai hàm khô cứng, không buồn nhếch mép. Lão Miện ơi, chúng tôi thật xin lỗi lão. Chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi đã không nghĩ được rằng lão cũng làm việc, chứ chẳng hề chơi. Chúng cháu thật là nông nổi. Chúng cháu xin lỗi bác nhiều lắm. Lão Miện ơi, lão có sao không? Mọi người ở đây với lão, chúng tôi đi kiếm thức ăn. Lão Miện ăn xong, dần dần tỉnh lại. Lạ thay, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cũng thấy đỡ mệt và tinh thần sảng khoái hẳn ra. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi. Mỗi chúng ta sinh ra đều có một nhiệm vụ. Vậy nên, từ nay đừng trách móc nhau nữa nhé. Họ nhận thấy là mình đã nghĩ sai cho lão Miện. Từ đấy, năm người lại chung sống thuận hòa, thân thiết như xưa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!